Nhiều người dân ở Vinh, tỉnh Nghệ An đã tập trung và tuần hành trong sáng 15 tháng 8 để tiếp tục yêu cầu đóng cửa nhà máy của Formosa ở Hà Tĩnh. Đây là lần tuần hành lớn thứ hai kể từ khi xảy ra sự kiện cá chết hàng loạt tại bốn tỉnh miền Trung, lần thứ nhất là vào ngày 7 tháng 8 năm 2016. Cách đây hơn 4 tháng, nhà máy của tập đoàn đến từ Đài Loan đã xả chất thải độc ra biển, gây thảm họa cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung. Cuộc biểu tình hôm 15 tháng 8 là một phần trong ngày lễ quan thầy hay còn gọi là ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ở giáo Phận Vinh. Anh Anton Chu Mạnh Sơn, một giáo dân tham gia biểu tình cho VOA biết, số người có mặt tại sự kiện lớn này lên đến 30.000 người đến từ 6 giáo hạt trong giáo Phận và một số giáo hạt lân cận. Tuy nhiên, VOA không có điều kiện để kiểm chứng con số vừa kể. Giáo dân Chu Mạnh Sơn cũng là một nhà hoạt động từng bị bỏ tù vì tuyên truyền chống nhà nước. Anh nói nhiều người đã đi bộ 3 km từ thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc về nhà thờ chính tòa xã Đoài, giáo đô của giáo phận. Anh cho biết thêm chi tiết. Khi đi trên đường thì tất cả những người dân đã cầm các cái banner có những cái biểu ngữ yêu cầu nhà cầm quyền khởi tố Phúc Mô Sa yêu cầu phóc cút cụt khỏi việt nam cũng như là hủy hoại môi trường là hủy diệt sự sống rồi nhà cầm quyền đang dung túng cho mô mosa hủy hại dân việt rồi uh, lệ mẹ maria xin lại đồng hành với chúng con trong giai đoạn hiện nay một số linh mục đã đi cùng với bà con giáo dân và hô vang các cái khẩu hiệu đó là yêu cầu khỏi Việt Nam và yêu cầu khởi tố cũng như là đồng bọn. Nhà chức trách địa phương đã triển khai lực lượng an ninh đông đảo mặc cảnh phục lẫn thường phục để giám sát cuộc biểu tình. Nhưng anh Sơn nói đã không có sự va chạm hay sự đàn áp nào từ phía chính quyền đối với người dân. Sau khi tuần hành, người dân đã dự thánh lễ ở nhà thờ chính tòa với tư cách chủ lễ giám mục nguyễn thái hợp đã kêu gọi cộng đoàn giáo phận vinh có trách nhiệm với quê hương đất nước và với các thế hệ tương lai nhất quyết bảo vệ môi trường kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường biển do formosa gây ra đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình lớn nhỏ ở nhiều tỉnh thành của việt nam để phản đối tập đoàn này cũng như yêu cầu chính phủ minh bạch trong số đó giáo phận vinh được xem là nơi đi đầu trong các hoạt động đòi formosa đóng cửa và rời khỏi việt nam nhưng sau khi rất nhiều người, nhất là các người dân bị ảnh hưởng trực tiếp đã bày tỏ quan điểm như vậy, cho đến nay nhà chức trách lẫn hãng Đài Loan vẫn chưa thể hiện bất kỳ ý kiến gì cho thấy hãng sẽ rời Việt Nam hay không. Trong khi đó, báo chí trong nước cách đây ít hôm đưa tin Pomosa đã được nhà chức trách Hà Tĩnh hoàn thuế hơn 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho hãng này sau những thiệt hại mà họ phải chịu từ vụ người dân bạo loạn hồi tháng 5 năm 2014 do bức xúc về việc Trung Quốc đặt một giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Số tiền hoàn thuế tương đương với con số 500 triệu đô la mà Formosa hồi cuối tháng 6 cam kết đền bù cho chính phủ Việt Nam về thảm họa môi trường. Ở góc nhìn của một người dân, anh Chu Mạnh Sơn nhận xét là công quyền đã Hoàng thuế lại cho tương đương gần tương đương 500 triệu như vậy thì đó là một điều cực kỳ quá vô lý đối với người dân Việt tôi nhận thấy rằng là người dân trong khu vực 4 tỉnh thì vừa chịu thảm họa môi trường vừa rồi thì rất là bức xúc kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng ô nhiễm ven biển miền Trung các hoạt động đánh bắt buôn bán hải sản và dịch vụ du lịch biển đã bị ảnh hưởng nặng nề làm nhiều người dân mất đi sinh kế những người chịu thiệt hại cho rằng số tiền 500 triệu đô la mà formosa đưa ra không giúp được họ về lâu dài từ tiếp xúc với những người dân này, nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn nói rõ hơn về suy nghĩ của họ. Họ nói rằng là họ không cần cái nguồn hỗ trợ đó là đền bù hỗ trợ của chính phủ. Mà yêu cầu đó là phải đền bù về việc làm cũng như là đền bù các cái nghề nghiệp. Khi mà đền bù với cái giá 500 triệu như vậy thì nhiều người đặt câu hỏi đó là chị hỗ trợ giống như đó là đưa con cá mà không có cái cần. Thì ăn con cá hết thì nó sẽ hết à, và những ngày sau sẽ không biết sống ra sao ạ. Anh Sơn cho rằng các hoạt động đấu tranh đòi Phumusa đền bù thỏa đáng và đóng cửa sẽ còn diễn ra trong thời gian tới.